Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Ô tô Bến Xanh Đồng Cần Thơ nha. Thì trước mặt mọi người là một chiếc Hyundai Accent đời 2018 ha. Tiếp tục series nâng cấp ánh sáng. Thì hôm nay anh khách này đến đây là để nâng cấp bi LED cho con xe này ha. Và mọi người cũng thấy đèn zin của nó là đã có bi rồi ha. Mình sẽ lắp bộ bi thay thế vào chỗ này ha. Và bộ bi anh khách chọn là bộ X-Line V20 phiên bản 9.1.1 nha. Đó. Đây là phiên bản 2023 nha mọi người, phiên bản mới nhất của V20 ha. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái ánh sáng zin trên con xe này nha. Đây đó, ánh sáng rất là mờ ha, và không có được gơm, không có được đậm như là bi LED ha. Để lát khi mà mình lắp xong mình sẽ cho mọi người xem cái ánh sáng của cái bi LED trên con xe này như thế nào nha. Đó, ánh sáng như thế này mọi người không có thể quan sát được tốt mà khi mà trong điều kiện trời ban đêm ha. Và đặc biệt là sắp tới miền Nam của mình đang chuẩn bị vào mùa mưa, là ánh sáng như thế này thì mọi người rất là khó để mà quan sát trong đêm, nhất là điều kiện trời mưa đó. Đó, đây là pha nè, có pha thì đèn zin của con xe này á nó sẽ có luôn cái tính năng pha ở trong cái bi này ha. Còn cái này là đèn góc lái thôi, cái này là trong này bi nó sẽ pha luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái bi V20 phiên bản 9.1.1 lên cho con xe Hyundai Accent đời 2018 này nha. Mọi người cùng chờ xem kết quả sau khi hoàn thành nha. Và đây là sau khi mình đã hoàn thành lắp bi LED X-Line V20 phiên bản 9.1.1 cho xe Hyundai Accent đời 2018 nha mọi người. Ở đây nó rất là đẹp ha, nó vừa khít với cái lỗ đèn zin luôn ha. Và đây là cái bi zin của nó, hay là nguyên cụm luôn ha. Nó sẽ nguyên cụm liền với cái bát luôn, nên là khi có một số chỗ chưa có bát á, nó sẽ cắt ra và chế lắp cái bi lên trên cái bát này ha. Nhưng mà bên mình thì đã có cái bát cho cái dòng xe này ha. Chỉ cần thay cái gỡ nguyên cụm này ra và thay cái bát nó vô, và để lắp cái bi vô lên con xe này ha. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, mình sẽ test cho mọi người xem cái ánh sáng của cái bi V20 phiên bản 9.1.1 trên con xe này nha. Đó, ánh sáng rất là sáng luôn mọi người thấy không? Ánh sáng rất là rõ và đường cắt rất là nét luôn ha. Ánh sáng cũng rất là đậm luôn. Để mình pha cho mọi người xem nha. Đây là pha nè. Đó, khi mà pha nó sẽ có cái, đó mọi người thấy ha. Khi mà pha nó sẽ có cái vòng tròn nữa ha. Nó sẽ giúp cho chúng ta pha được xa hơn và gơm hơn ha. Và cái vòng tròn đó nó sẽ hơi vàng ha, để cho mà chúng ta pha bám đường hơn ha. Đó, ánh sáng rất là nét luôn ha. Và nhiệt màu của con bi này á là nhiệt màu 5000 ha mọi người. Và công suất code của nó sẽ là 60W và pha là 70W nha. Công suất cũng khá là ổn. Và hiện tại miền Nam mình sắp tới mùa mưa này á, nhiệt màu này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều ha. Khi mà trời mưa á, chúng ta đi nhiệt màu này nó sẽ bám đường hơn ha. Clip của mình xin kết thúc tại đây ha. Mọi người cần tư vấn gì cứ liên hệ vào số điện thoại dưới góc phải màn hình cho mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha.